Ok, lên em. Hôm nay thì cũng chưa biết chơi gì. Để mở mà. À. Có con game mà Tây Sơn Dynasty tôi mới tải lại nè. Lúc trước thì con game này đã đọc cái thông tin rất là nhiều rồi. Khoan. Đợi. Tải game cái giới thiệu luôn. Con gì quánh tiêu ta? Đờ á. Hình như con này. Đâu không? Cái gì nó mới ra đây nè. Bên dưới thì anh đợi bị tao đây đây. Tây Sơn Dynasty. Rồi. Em chắc cũng biết mà. Đấy, nhà Tây Sơn của mà Việt Nam chúng ta chứ gì. Lúc trước á, thì trên Steam có con game mà Tây Sơn Dynasty này. Game này còn gọi là chấm hỏi nè. Chấm hỏi L bằng Việt Nam Y. Nó có tên là Triều Đại Tây Sơn. Đây. Có luôn cái trang tem phép tiếng Việt này nha. Anh em thêm cái đuôi này vô là hiện ra tiếng Việt thôi. Triều đại Tây Sơn, đây là game hành động chiến đấu nhiều người chơi, lấy bối cảnh là triều đại Tây Sơn, một triều đại ngắn ngủi nhưng lẫy lừng trong cái lịch sử Việt Nam huy hoàng. Game này thì lúc mới ra tôi cũng có chơi chút xíu thôi, đây 0.7 giờ thì hình như là chơi đúng cái ngày game ra mắt luôn á, là tầm tầm giữa tháng 7, là cách đây cũng 4 tháng rồi. Sau 4 tháng thì nhà phát hành là cũng cập nhật rất là liên tục nha. Game này hình như có một người làm à. Cái thông tin đầu tiên về con game triều đại Tây Sơn này tôi đọc hình như là năm 2018, thì gần 5 năm sau nó mới ra mắt. Tôi biết về thông tin nó từ năm 2018 nha. Còn cái roadmap phát triển thì chắc lâu hơn nhiều đó, 7 đến 10 năm chẳng hạn. Cái đó thì không biết được. Thì game cũng ra mắt là gần nửa năm rồi. Hôm nay thì lướt lướt VOGF thì thấy bài đăng của dev game này, SH Studio, nhưng mà không biết studio có mấy người hay là chỉ một người lập. Game này là game free to play nha, anh em muốn chơi chơi miễn phí được. Thì hồi đó đi vô chơi là toàn ăn hành không mà không quen cái vũ thức, thì nay cũng mở mở lên giới thiệu cho anh em thôi, chứ chơi thì chắc cũng không có chơi nữa. Có mà cái bản mấy cái bản update gần đây tôi nhớ là có đọc đánh với BBE hay gì đây, giảm độ khó của boss, thêm cái sự kiện cho mùa đông nữa, rất là đầy đủ nha. Đây chế độ trời cao nữa, có tính năng là BBE. Game này hồi trước thì bữa đó chơi hình như là có chung đại ca 5S nữa. Đấy, No Fail to Win. Đây game cực kỳ khó, tính đối kháng rất cao. Nó giống như mấy con mà game Nagaka Platform mới chuyển về Ghitolay gần đây á. Thì game này khá là khó nên tôi không có chơi nhiều. Bây giờ cũng không biết có nên vô chơi không. Vì sẽ để lại lên đánh giá tích cực cho nhà phát triển đó. 64% rồi. Thì gán nhất nhất lên 65, 65% hay là 70% là nó xanh là game Ghitolay mà mấy anh em khó tính quá. Game khá là vắng lên không tìm thấy người chơi. Hiện tại thì đang có 5 người đang chơi nè, con số rất cao nữa nè. Với game online thì thấp một tí. Rồi giờ vô múa múa con này một tí. Coi thử game nó làm sao giới thiệu cho anh em thôi. Rồi tí nữa sẽ chơi con khác. Chưa biết chơi con gì. Tây Sơn Triều Đại Tây Sơn. Con game này từ hình ảnh đồ họa tới âm thanh đầu tư rất là chuẩn chỉnh à. Tiếng game hơi lớn. Không có phần option ngay đây. Tôi sẽ tạo thử nhân vật mới. Ở đây là mình có bốn đánh nhân vật nè. Dùng tên được không ta? Tí nữa sẽ chỉnh lại sau. Nên làm cái option để đầu tiên. Chứ mà tiếng game lớn quá. Đây là lớp nhân vật sử dụng trường kiếm làm vũ khí chính. Đặc điểm là nhanh nhẹn, thân pháp linh hoạt, chiêu thức biến hóa khôn lường, gây sát thương ở mức trung bình. Đây là lớp nhân vật cực kỳ khó chơi. Trường kiếm khó chơi, ok. Sử dụng khí công để gây sát thương đến đối thủ, với khả năng tấn công từ xa mạnh mẽ, thể lực yếu và di chuyển tới chậm. Trường đao làm vũ khí, có thể gây sát thương cực lớn lên đối thủ, di chuyển chậm và chiêu thức ít biến hóa. Ok, cái này là gãy.
khả năng cận chiến thì rất là hạn chế. Hồi đó tôi chơi là trên nhân vật này thả ra được mấy con bọ vậy, giờ quên rồi. Bây giờ chơi thử nhân vật này ha. Rồi tư thế ngồi chồm hổng rồi, mặt này đi cho nó gian tí trang. Cái này là mấy cái nét như áo nông dân nè, cái số dưới là màu vàng với màu xanh dương là cái gì không nhớ nữa. À đây là ba cái thuộc tính kỹ năng phụ cho mình, tăng sát thương cận chiến, cái hai là đặc biệt, cái ba là tốc độ di chuyển. Đây chí mạng, chí mạng là chữ CH với chữ TG nó đều đúng nha, trong cái mà ngữ pháp Việt Nam á cả hai từ này đều đúng chính tả luôn, CH và TG đều đúng hết. Tuy nhiên cái dịch thuật thì đôi khi nó chỉ dịch thuật ra CH thôi chứ nó không hình dịch thuật ra chữ TG như thế này. Khá là nhiều cái debuff, ở trên là boost, ở dưới là debuff, nói chung tăng tỷ lệ thôi. Như bây giờ hiệu ứng mù nè, di hủy bỏ võ công khi đang thi triển của đối thủ. Mù này thì chắc chắn màn hình giống mà bom lắp trong CSGO á. Cấm thi triển võ công là cái này như cái Q sai lầm vậy á, nhưng mà không biết có di chuyển được không. Thì mấy cái này thì tí nữa tên đã được sử dụng rồi, vậy là không trùng tên dù trung hoạt được. Thêm chữ Z nữa. Ok, di chuyển bằng nút A đây, nhảy là nút cấp, ship là nút đỡ đòn, trái phải QR. Bây giờ vô thử phòng hướng dẫn. Đồ họa thì tôi đang để ở mức cao thôi. Thực ra in game này á, cao với cao nhất trên cái màn hình Full HD nó không có chênh lệch nhiều đâu. Ừ, có cái phần bóng với bề mặt hay hiệu ứng rồi các anh em còn thấy khác á. Bóng thì nó rất là nặng nha. Để mức cao được rồi. Màn hình đang là 140 mấy PS gì nè. Âm thanh. Rồi ok. Đây di chuyển, nhấn Enter ghê chuột những icon để tìm hiểu. Đây mình có mấy icon nè. Thoát ly lên không trung khi đang bị tấn công, khi bị đánh trúng sẽ tự động tăng điểm cho đến khi đủ đủ để tích điểm. Tức là mình ăn đòn thì cái điểm số này tăng lên, đủ điểm thì mình xài được. Kiểu là ná gì thôi. Nhưng mà thay vì để cái số này khó quan sát thì có nên làm cái thanh ba như thế này nè. Người chơi dễ nhìn hơn khi nó đầy cái ống, mà không biết dép nó làm không. Phản hiệu ứng mù của đối thủ, khi đánh chí mạng thành công sẽ tự tăng lên. Ok, đánh chính xác thì sẽ tự tăng lên. Đánh chính xác là sao ta, đánh trúng thôi đó. Cái này là VFC. ZX. Bên đây thì ZX. Chiêu thức hỗ trợ đặc thù là tác dụng mở rộng cái liên chiêu cơ bản, thêm một đòn đánh lan cực mạnh nữa. Nếu hai chiêu. À bên đây cũng là một chiêu thức hỗ trợ đặc thù luôn, nhấn ít để dùng. Thì cái này như là đỡ đòn phản đòn vậy đó, địch đánh vô thì đỡ nha. Nếu hai chiêu cùng lúc di chuyển á, là hai cái này cùng lúc kích hoạt nè, nó sẽ tầm thiếu cái dấu cách giữa chữ thị với chữ sẻ nha. Rồi ok, nhấn enter lần nữa để chơi lại. Cái chính giữa thì máu, số lượng máu, số lượng giáp. Cần chỗ H để mở hướng dẫn chiêu thức. Cần chỗ H đây. Nhiều vậy. Đúng là game khó thiệt. ZX 123 CFV NM TG. Rồi liên chiêu là ba chục trái ba lần thôi, ok cũng tương đối đơn giản. Pha thứ ba chỉ được thực hiện khi đã nâng cấp kỹ năng cơ bản. Rồi cái này để tí nữa mò sau. Thất đao từ dưới lên, xong rồi chuột trái là quét đao ngang, nhấn quy vào bay thẳng về phía trước chém.
đúp đúp nhanh chuột trái rồi tôi tập quá nhấn gờ giữ quy đúp đúp chuột phải đá gà đúp đúp chuột phải tuyệt ghê vậy nhấn giữ gờ quy là mình có thể lướt được sấy gờ chuột phải đây gờ chuột phải đứng yên nha đó anh em nhìn thấy khá là ảo màu quy là thoát đi nhanh về phía trước phản đòn sau khi bị té ngã tức là mình đánh nằm dưới đất á, thì mới xài cái bộ dưới này điểm huyệt e là điểm huyệt thông thường mấy cái chiêu khất cất là ngầu rồi nha đây đúp đúp chuột trái đúp đúp chuột phải đúp đúp chuột phải thôi trời ơi dính tường rồi con nghiệp nhỏ mang tiếng là thấy con già Noel quá đôi đôi đọc lại đúp đúp trái đúp đúp phải đúp đúp gờ đúp đúp gờ là múa đao như quen vũ vậy rồi gờ quy gờ chuột phải gờ chuột trái gờ quy gờ chuột phải gờ chuột trái phản đòn sau khi bị té ngã tấn công con gà kia gờ quy gờ chuột phải gờ chuột trái ô dạ rồi mình có thể phản đòn 3 lần rồi thả em anh gà ơi đứng ê con gà nó xuống nước nữa rồi hãy nhảy xuống đây khi bị con gà gượt nó đánh tới tấp hài luôn gà này không phải gà trong CSGO rồi rồi nói chung là xong cái phần hướng dẫn đúp đúp e đúp đúp g đúp đúp chuột trái đúp đúp chuột phải quy e g quy g e g f gì đó chơi với bot nha chế độ chơi cao cố gắng chế tạo đội tên lửa mạnh nhất và nhanh chóng thoát thân chế độ chơi này không yêu cầu phải đục combo rất thích hợp cho bạn mới quân tây sơn thao luyện võ công theo cặp phân định thắng thua bằng thực lực cá nhân chế độ chơi này yêu cầu kỹ năng rất cao không phù hợp cho các bạn mới gì chơi này trên đây là cái thanh menu gói quà người gửi hệ thống quà tặng hàng ngày chọn tất cả nhận quà nhận quà bên trái xóa bên phải thằng nào đấy thằng này lần nào hôm nay cảm thấy trời xe lạnh hơn dấu chấm hay dấu phẩy này hình như dấu phẩy gì vậy mùa đông rồi sẽ đến sớm thôi Clone phát lại trang câu Clone luôn thiếu dấu sắc rồi thiếu chữ TG luôn rồi vô chi hạ gục Đinh Anh phản động vãi Tấn Vĩ sao giống mà bot quá vậy song đau cái này thì chắc người nào không biết phải người không trò chuyện bạn bè không có bạn luôn tự kết bạn với chính mình không được nữa bảng xếp hạng gờ toán trung quân đô đốc tăng một đống cái tỷ lệ ép đồ luôn danh tiếng rồi giống cái bảng cầu thủ hết tấu quá trừ 3 trừ 1 là sao vậy gớt hạng đó hả à? Thứ hai hàng tuần 5 người chơi các thứ hạng cao nhất sẽ được xếp hạng đặc biệt có 4 ông là giữ cái vị trí rồi có vị trí thứ năm là mới tranh cử rồi nè đẩy ông mà Thí Vinh xuống rồi Bác Ba Phi Tư Mã Tấu gờ toán thích Agam đánh này có đánh Agam như liên minh đó Tề Vĩ Dê Vinh Tây Đúc Lèo Cai Vừng Vúng
Mavica 9 chữ A, củ A nano tỏn, vé Tây Sơn. Vậy sao chơi? Cái trường hợp này anh em mà nào đặt tên bậy bạ thì nhớ chấm liền nha. Bút Vinaphone nữa. Thẻ ba cô, có anh người Nga vô nè. Không biết có phải người Nga thiệt không hay là người Nhật thiệt không nữa. Có khi là đặt tên vô gì thôi. Yasuo, Yasuo này chắc Việt Nam rồi. Nào. Ăn mày Kamigaze cấp không cũng lên đây nữa hả? Danh tiếng không vậy, danh tiếng một không chừng người vô được bảng xếp hạng nữa. Ngày 19 tháng 11 hôm nay, cái này bảng xếp hiện xếp hạng cấp thôi. Huyết Hải mà đâu bữa sau cấp cao mà danh tiếng thấp là sao đó. Ông này chiếm hai lót luôn. Phải cái điểm kinh nghiệm 1 triệu mấy. Ao người ta gần 1 triệu điểm kinh nghiệm. Ông này chắc admin gà vô nè. Việt Công Tử, Chạm Mặt Giang Hồ, Người Miền Nam, Lâm Phong, Tấn Công Kiếm Tu Sĩ Đại Hiệp, Bố Của Nó, Nước Khải Mà Đào, Võ Nguyên Chương, Tây Sở Bá Vương, Người Chơi 420, Những Con Ma. Bên này thì không thấy người nước ngoài, chủ yếu là anh em Việt Nam độc bá con game này, trùm server đó. Bảng xếp hạng là cái này hả? Cái này là quà. Nhiệm vụ hàng ngày, thắng 10 trận bất kỳ được 100 ngàn. Hai cục là 200 ngàn. Bằng cái lương ngày của tôi rồi. Không ai thắng được con vô chi giờ. Ồ. Nhân vật chế tạo cường hóa cửa hàng. Đó. 10.649.852 đồng. Không nên chơi game quá 180 phút một ngày. Ngày 180, đêm khoảng là 480 nữa. Cái gì đây? Bản thảo thượng cấp đối khâm HI. Hướng dẫn chi tiết cách mai thượng cấp đối khâm HI. Sách có bán trong cửa hàng. Cái gì đây? Tẩy lý đơn. Hộp quà. Túi mở rộng hành trang. Hồi đó như tôi có một cái túi rồi nó mới mở rộng này nào. Đeo vũ khí cho nhân vật được không? Ảnh đế Quang Trung, Quang Kim Giáp. Đây là phiên bản dùng thử, hết hạn vào ngày 25 tháng 11. Chắc hôm qua lúc login là được cho Thanh Long Bảo Hạp á. X10. Này giống anh em Gacha nè. Không thể thực thi. Không biết nhận được cái gì luôn. Củ khoai lang ăn rất tốt cho sức khỏe. Sắp xếp hành trang. Ok. Không có vũ khí gì sao mà đánh được không ta? Bên này là mấy câu nói thôi, giống Apex Legends. Cái này là bạc, cái này là huyết tinh. Để cường hóa à? Cường hóa đây nè. Sử dụng bí kíp chế tạo. Sử dụng dược phẩm chống hóa phỉ. Phá quỷ là hình như đập đầu sạch là nó bể luôn hay vậy. Trung Thạch Đại Thượng Phật Đồng, vũ khí phục trang. Con mình nãy chọn cái gì ta? Trường đao phải không? Đao với mà trường đao nó khác. Kiếm đao 1%, 1.2%. Rồi. 6%, 3%. Cái nhân phẩm của tôi mà chơi con game này thì thôi rồi. Với cái đao này 900 nè. Không có vũ khí vô đánh được không ta? Cái này bạc á, bạc mình có nhiêu? Có 10 à.
17 à? Có dùng vàng chế được không? Đá bạc, đá có ngàn à, bạc 20 ngàn, lượng vàng thì 100 ngàn lận. Than đá, gấp thử cái hả? Xịt chắc rồi. What? Tức là không có cái cục này, không có cái gương hóa hạch tiểu. Còn 75 à. Xịt. Phải. 7.5 vừa quá thành công. Ủa mà ghép thành công. Cùng quá. Rồi, cái đầu là bạch long đao. Cái này kiếm đâu ra ta? Trăm phần trăm hả? Khi đau cộng 1. Tăng điểm kinh nghiệm 1%, tăng điểm công lực 1%. Game này là không có pay to win à. Nhà phát hành người ta ghi ở ngoài đàng hoàng luôn. Thành công chưa? Rồi, lên cộng 2. Cộng 2 chỉ lên 200 thôi, cộng 3 chắc là lên 300 nữa. 5 bạc bao huyết tinh với than đá. Huyết tinh hả? Huyết tinh mình nhiều lắm, than mình cũng nhiều nữa. Bỉnh gì cứ. Nó chỉ lên 1% mấy cái đó thôi. Lên 10 với 12 nè. Đập tới nào hết tiền thôi. Cái này là lo lo mấy cái gợi ý à. Kiếm thủ có kỹ năng phản kích băng rất là nguy hiểm. Tuy nhiên mấy cái lát khác đều có khả năng khắc chế hết. Cộng 5 đi. Còn 80 à. 5% phá quỷ. Thôi 5% không dính đâu. Sáu, sáu bảy mười, 70 không chơi đâu. Đây là cái hành trang chế tạo tính vật hả? Cây bạch dương lung linh, ống phun nước màu bạc. Nói cái tiết này đâu ta? Tiết này trong cái event mà sự kiện mùa đông này tôi nghĩ đánh trong trận thì nó rớt ra. Do mình chưa có đánh nên không có. Chế còn nghe đá nữa rồi. Con nghe được con gì đó. Không có tiếc. Đáng lẽ không đủ nguyên liệu không cho chế luôn. Vũ khí vật phẩm. Cái này là ghép mấy cái vật phẩm rồi thôi. Mình không có cái tiểu nào luôn á. Ghép đồ mà cũng có tỷ lệ nữa. Rồi con nghe của mình rồi. Hả? Đâu nãy tôi nhớ chế tạo con nghe rồi mà. Tính vật nè, nghe đá nè. Hình như nãy chế tạo sạch hết vậy. Thất bại. Thất bại. Còn 200 lận thôi. Hình như là phải đưa lên server xử lý hay là sao mà nó lâu phết á. Chơi lần 6 con luôn. Là 60% nó không lẽ xịt nữa. Này nó xây xây là mình đang chọn phải không? Không đúng nguyên liệu. Hả? À,
Cái này dùng đá mà, đá nãy nhớ nhiều lắm mà. Đá 95, 95 dùng 16 ra thì khoảng là 7 không đủ nữa. 6 không đủ nữa, chỉ có 5 thôi. 6 là 96 rồi. À. Đập đồ đến chết mà vẫn không ra con này. Thôi, kệ. Rồi vô đánh thử trận ha. Này đi. Chơi thử trận cho biết thôi. Triều đại Tây Sơn. Cần châu hát coi là đúc với nút gờ sao mà chấn nhắc vậy. À đây 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 đây. Ê, nhìn sao nhìn ta ngầu lòng vậy. Lão cộng một chí mạng C. Thất bại. Sao cái con ngáo ọp này nó kinh quá vậy. Nhỏ tiếng xuống một trời 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 trời. Bình tĩnh bạn ơi, nơi đây sương khói mờ nhân ảnh. Trời, nó đánh mình không thấy mặt trời luôn á. Một siêu khó à, thắng thắng đừng chậm. Có cái môi gì đọc lại chiêu ơi. G quy g chuột trái g chuột phải đúc đúc g quy g chuột trái g chuột phải. Cái gì nó cắt cổ mình hả vậy? Đứng dậy dính chiêu nè. Đó thấy không? Thuộc lòng khiêu boss. Chiến thắng hai trận. Ngáo ợp với anh mày hả? Xin giao Diệu Tử Long. Quen chung Nguyễn Ngoại. MG Phan Kỳ, hôm nay trời thấy xe lạnh, mùa đông đang đến. Chiếc khăn gió ấm của Khánh Phương giờ vô tù quá vậy. Ê, nó né được chiêu đó kìa. Cái chiêu ăn tiền của tôi. À, mình sai rồi.
chơi. Thua. Rồi vô kèo bỏ ba rồi. Bỏ năm rồi. Vậy xuống trận là kết liễu cuối cùng. Cái gì đóng băng vậy? Chiến thắng vinh dự cường hóa thạch 1 tiểu 1 tiểu. Ok, này thì chế độ không thích hợp cho người chơi mới không thuộc combo. Thắng là làm gì đó, mặt này giống mà Philippines đó. Đang cấp không lên được cấp 1. Chúng ta được 5 cái hoa tiết, chừng nào mới được 240 cái hoa tiết trời. 13 củ phai lang, 4 cục than đá, 2 cục tiểu. Ngàn quan trung thông bảo. Điểm công lực, danh tiếng, vô coi bảng xếp hạng liền. Đâu rồi, thằng Nguyên nhất Z đâu rồi, có lên đây không? Nè, có 2 điểm danh tiếng rồi nè. Chưa lên, không lên, chắc là phải tới là thứ hai hàng tuần là ngày mai lên. Nó đánh trận là vô top server luôn, anh em thấy chưa? Hay là đánh với bot nó không tính. Cấp thì không có đua nổi với mấy anh em này. Cái này điểm kinh nghiệm chắc tính trong 1 tuần thôi quá. Có quà gì không? Mới thắng trận mà. Cái này kiếm đâu ra là đá nè. Có 15 cục à. Đem đổi bạc thành đá được không? Bản thảo cục trang yêu cầu cấp 5 mới đeo được. Vũ khí, mai hoa kiếm, kiếm thô sơ, trường đao. Nãy sao không mua cái kiếm này đi đập đòn chi gì trời. Nhìn kiếm tao màu đỏ đẹp không? Thập quà dùng để gói quà cho gửi đi. À, cái này hồi trước bấm vô mua đại nè. Rồi, một con game Việt Nam rất là hay ha. Anh em nào có thời gian chơi thì vô chơi thử. Game thôi thì chơi cho biết cái thôi. Già cả thì chơi mấy game này chơi không nổi. Thứ hai vô coi cái bảng xếp hạng này coi còn top server không. Lên lướt lướt SteamDB coi cái game gì mới không. Phép like nó đang miễn phí rồi nha. Anh em nào chưa nhận thì tranh thủ nhận đi. Nó miễn phí từ ngày 17 đến ngày 19 này quá. Đang giảm giá 100% từ ngày 17 đến tháng 11 nè. Persona 5 Tactics thì cái bản này nó đi chung với cái công cụ dịch thuật của tôi, nó cũng khá là tốt á. Dịch tốt, đợi tôi mở lên cái vô múa múa coi thử. Underlet rồi Bách Bách Hego nó ra phiên bản chính thức rồi nè. Con game này hình như cái cộng tác với mà con God of Weapon cũng của Việt Nam chúng ta nữa. Không biết có còn cái gói Binder đó không. Đây nè, còn cái gói Binder chung với con game Việt Nam nè. Anh em nào muốn xúc cả hai con game thì có thể thử bằng này. Hai cái nhà phát hành này hình như cũng đâu có dính dáng với gói đầu phiêu phần ta. Nè. Nhưng mà cuối cùng game cũng rất là thành công.
Game này thì cũng có hệ thống mà xếp đồ đạc trong cái ba lô giống như con God of War phần đó. Anh em có thời gian thử qua con này cũng khá là hay nè. Hồi đó tôi chơi cái bản mà chơi sớm á, Early Access 15 tháng 8 năm ngoái. Tính ra thì 14 tháng sau, 15 tháng sau ra con game hoàn chỉnh cũng rất ngon nghẻ rồi. Đây con mà Persona 5 Tactics nó chạy cũng khá là tốt với cái phần mềm dịch thuật. Anh em là muốn trải nghiệm con game này mà tiếng Anh kém kém như tôi á thì thử mà được. Để giờ thử cái thằng Xbox cứ mỗi lần mở lên là update nè. Tiện đây anh em nào muốn tìm mấy con game Việt như nãy thì có thể vô tôi fix này. Đây. Nhấn Ctrl F. Bấm chữ Việt vô. Là nó sẽ ra những cái mà đó. Con game này tên Việt hành trình cuộc đời. Dạng phân tích giả lập, con game này thì có chìa khóa nha. Tôi chưa có ghi vô đây. Game này thì có chìa khóa. Tuy nhiên cái bản chính chủ trên Steam á, mình không có xài chìa khóa được. Anh em bắt buộc phải xài bản thuốc mới chìa khóa được. Game này hình như là nhà phát hành bên Trung Quốc, họ cộng tác với bên Việt Nam mình luôn, nên làm cái bản chìa khóa đầy đủ luôn. Hồi xưa nó chỉ là chìa khóa thôi. À không, không phải này, con cây cầu ở mới đó, đúng. Chứ không phải con đám cưới giấy. Đám cưới giấy thì có tiếng Việt trong chổng luôn rồi. Nhưng mà không phải do cộng tác với bên Việt Nam mình. Đây, đây gần hấp lít là game của Việt Nam mình. Đây gần hấp lít là game của Việt Nam mình đó nha. Tuy nhiên game này thì chưa ra mắt đâu. Lúc trước là có một bản Golugo, là cái bản mà tiền truyện chơi sớm á. Đây em chơi cái bản đó đi làm quen game, hình như bắt đầu được hai cái mà quay đầu. Với gần đây họ cũng đang mở cái bản mà playtest á, anh em có thể đăng ký playtest vô chơi thôi. Bản này thì không được công khai nên tôi cũng không quay video hay làm gì hết. Đây cũng là một con game của Việt Nam chúng ta là nha. Không biết thì có tiếng Việt không? Không rồi. Những con game nào mà làm cái trang template tiếng Việt luôn á. Thiếu vô bằng. Có nè, những trang nào mà lập cái trang template riêng mình tiếng Việt thì mới có hiển thị cái tiếng Việt này nha. Game tôi thì tất nhiên cũng có rồi. Đây. Game tôi thì tất nhiên cũng có cái trang template tiếng Việt luôn, chỉ có hai ngôn ngữ tiếng Anh tiếng Việt thôi. Nhưng nhiều cái con game á có cái nhà phát hành to to á, họ sẽ support rất là nhiều ngôn ngữ luôn. Ừ. Nhưng game này rất là nhiều ngôn ngữ rồi nè. Lồng tiếng, thậm chí là lồng tiếng Việt rồi tiếng Anh luôn nha. Rất là chất lượng chính chu đó. Thường thì tôi chỉ thấy lồng tiếng mấy con game indie là chỉ có một bên thôi. Anh em có thể chơi playtest đăng ký qua đây. Ngoài ra thì đây là cái bản Ajax Gen nè. Là cái bản tiền truyện. Anh em nào chơi thử cái bản tiền truyện này sẽ được 1, 2, 3 chương đầu á. Mấy game này thì có chìa khóa. Chìa khóa luôn. Riêng con đồ cái Otaku này thì anh em phải tải cái phiên bản cũ. Tại vì cái phiên bản trên Steam nó mới quá nên cái bản Việt quá nó không có theo được. Sherlock Holmes Chapter 1. Hiện tại thì bên The Guest Team họ cũng đang làm cái phần sau của cái chương Sherlock Holmes này nữa. Sắp ra mắt hay giờ. Tôi cũng không nhớ rõ nữa. Vệ Thần thì cũng là một con game của Việt Nam mình luôn nha. Game này rất là đáng mong chờ. Một những con game 2D xuất sắc nhất trong cái mà của Việt Nam gần đây. Thì tất nhiên cũng qua tiếng Việt chấm hỏi L bằng đó có tiếng Việt luôn. Khám phá những vùng đất thần thoại của thiên giới, diện kiến và chiến đấu những vị thần quen thuộc trong dân gian như là thánh giống nè, sơn tinh nè. Thánh giống mà bên phe xấu hay ta, chắc ban đầu làm quen thôi, gọi là giao lưu mở rộng đó. Game này thì audio rất là chuẩn chỉ luôn đó, cho đến cái phông chữ graphic đồ họa luôn. Nói chung là đây một con game làm khá là tốt rồi. Từ một cái đồ án tốt nghiệp mà hoàn chỉnh được game như thế này quá thành công rồi đó. Thủ công phông chữ với mà UX UI thiết kế rất là đẹp đó nha. Nhìn cái hút này nó hút.
cái HUD với mà USUI như thế này rất chất lượng, thiết kế boss tạo hình rất là tuyệt vời nữa. Game này nhìn chung rất là thành công rồi đó, chịu khó marketing lên, follow cho cao lên tí. Nhiều follow đây thì tôi đón khoảng chừng 1.000 wishlist là cùng. Game chưa ra mắt nhưng mà follow được gì rất thành công rồi. Chả bù vô game thôi. À, follow ra mắt mới cả nửa tháng rồi. Ngày 3 16 ngày rồi. Mà chả có ai chơi luôn. Còn có đem một người đang chơi là ai vậy? Ai cũng xiên quá ha. Vô đít game này chơi nữa nhé. Hình như hết giảm giá rồi. Tôi có set cái lịch giảm giá cho nó. Không biết có set nhầm không, để tí vô coi lại. Siêu Linh Force này cũng là con game của anh em Việt Nam nha. Trông nó khá là đơn giản. Game cũng có $1 à. Cũng mà đăng trong tô fix này với trên VOZ khá nhiều luôn. Anh em thích thì vô chơi thử. Đây. Siêu Linh Force, chú ếch ngớ ngẩn. Có cốt truyện đàng hoàng luôn nha. Nhạc hay cũng rất là chất lượng. Tuy nhiên bị dính bản quyền đó. Và cái kênh tôi thì đưa ra cho có thôi, quan tâm về cái chuyện bản quyền. Đó, game này hơi bị khó. Lúc trước thì tôi cũng đã chơi rồi, anh em có thể coi cái video ở đây. Với Into Samomo nữa. Đây nào. Hai game, Shilin Fort với Into Samomo. Chú ít con bò lông con. Đây là cái dịch cái lịch giảm giá set mới được tới 15 tháng 4 năm sau à. Game review ngày 3 nên tiếc một cái là không có tham gia cái sự kiện vào sắp tới được. Autumn gì đó. Sự kiện mà giảm giá mùa thu sắp tới ngày 21 nè. Ngày 21 kéo dài đến ngày 27 nè. Game ra mắt 30 ngày mới tham gia sự kiện đó được. Nên cái đợt sale kế tiếp của tôi là ngày 11 tháng 12. Hy vọng bán được vài bản nữa. Là qua cái đầu tháng sau luôn hả trời. Đây nè. Lúc đó thì sale xong là tới ngày 21 thì bắt đầu sự kiện mà lớn nhất năm. Sự kiện lớn nhất năm nên kéo dài 14 ngày luôn. Ngoài ra nó không bị ảnh hưởng bởi cái kênh đau là mỗi cái lần đít cao á, mỗi lần giảm giá cách 30 ngày đó. Khá là ngon nha. Mà bây giờ Steam tôi nhớ mới đọc cái lượt gần đây của họ á, là khi bình tăng giá sản phẩm á, thì mới dướng vô ba cái đợt đít cao này. Còn giảm giá thì chắc là không bị đâu. Hồi xưa là tăng giá giảm giá thoải mái nên không có bị ảnh hưởng. Nên bây giờ đợt giá nó bình ổn nè. Anh em có thể chết giá trước khi chơi. Into Samomo nè. Game cũng của anh em Việt Nam là San Henrique nè. Đây. Quảng cáo giới thiệu luôn. Lại phải gõ. Đây có sẵn luôn. Nè. Đây là một cái game RPG. Cốt truyện rất là phức tạp để hát não nha. Tôi chơi cái bản demo rồi. Tuy nhiên nó bị cái lỗi xếp khúc giữa nên nó rất là thành công. Anh em nào thích cái thể loại này có thể thử qua. Nhạc là cũng thanh niên này tự viết luôn đó. Nói chung là tự làm rất là nhiều. Game tôi thì chỉ đi chậm nhạc thôi. Bài này lúc trước là cũng bị dính bản quyền đó nè. Quay gỡ rồi lọc mấy nhạc khác vô. Steam, tôi nhớ con game này có phiên bản cho anh mà Android nữa nha. Trên mobile nữa. Game này chưa có ngày ra mắt, chỉ mới có ghi là 2024 thôi. Cái lần cập nhật trên Steam lần nhất thì cũng cách đây là nửa năm. 4 tháng là 1 quý rồi chứ. Sang Henrik cũng là game của anh em Việt Nam luôn. Còn con nào nữa không? Còn một con mới ra tôi mới chơi gần đây nữa. God of War thì khỏi nói rồi. Cái kênh tôi chơi rất là nhiều. Đây với mà con Linh Đu Sạch. Linh Đu Sạch. Đây, dev cũng đã sửa lại đầy đủ chứng chỉ rồi nè. Nay ao thì cũng chứng chỉ luôn rồi đó. Đợt trước thì bị lỗi. Lúc khi chơi con game này á, thì có một cái vấn đề là liên quan với chỉ số stamina, chỉ số thể lực á. Khi mà nhảy một cái thì stamina là cái ống màu xanh lá nè. Có màu xanh lá dưới đây nó tụt rất là nhanh. Thành ra mà di chuyển chút xíu là nó khó à. Đó, cái ống xanh lá rồi. Nó hồi thì có hồi đó. Nhưng mà nó hồi chút xíu à. Chứ không phải hồi đầy cây. Nên sau này mà chơi tí không được cái bỏ cuộc ngang.
Dev thì cũng có nhắn tôi thì chơi tiếp đi. Dev cũng đã fix cái vụ đó rồi. Đâu cái update đâu. Đây. Dev gần đây thì cũng update rất liên tục nha. Tamina bây giờ cáp thì tăng cái giới hạn cao lên. Game này chắc có tiếng Việt mà. Cái ống Tamina nó tăng cao lên. Bây giờ chấp nhận người chơi là Tamina có thể tiêu làm được nhiều cái hành động hơn. Khi mà mình nhảy thì sẽ không có tục Tamina quá nhiều nữa. Nhảy đơn nha. Anh em có thể double zoom, có thể là single zoom. Thì game này nó dạng mà 2D platform nhưng mà nó có yếu tố nhập vai đó. Đó. Nên anh em vẫn đi nhận quest với mà làm. Làm nhiệm vụ rồi unlock tất cả các thứ. Game này thì cũng có một studio Việt Nam đó, ban đầu cũng hứa hẹn phát triển lắm. Sau một thời gian thì dài tới giờ nó cũng ra mắt rồi. Anh em muốn coi cái đoạn giới thiệu chi tiết thì coi lại cái video lần trước thôi. Đồ họa cũng khá là ổn áp. Game này thì cũng tương đối thôi. Tôi chưa có unlock được nhiều thứ nên chỉ có nhảy chém cơ bản như thế này. Ở đây mà sao cảm giác nó trống trống nè. Cũng là một con game của Việt Nam nha, mới ra mắt vào cuối tháng 10 nè. Đại ca 5S hôm qua là tính chơi con game này đó, bấm vô rồi. Nhưng mà cuối cùng không chơi tại vì tuy có hỗ trợ tay cầm đây, nhưng mà chưa có sửa nút được. Sếp 5S thì chỉ quen lướt dash bằng cái nút G1 thôi, nên không có sửa nút được là chơi không được, hoặc là đổ thừa game lỗi. Đây là con game của Việt Nam chúng ta nha. Hiện tại thì tương đối hết rồi. Cái trang review này sẽ còn cập nhật nữa mà hơi lười bỏ cũng lâu rồi. Bây giờ vô là đây cái phần mà cái gì công cụ diệt quá không đó, để tôi mò mò để video cái dịch thực để giới thiệu cho anh em chơi. Cái con B5 tách tích hồi bữa các anh em hỏi nó dịch được không thì tôi cũng test thử là nó dịch được. Đây cái video hướng dẫn mà dịch thực game chuyện tự động bằng cái mà cấp 2 test auto hotkey với chat GPT. Mà mò thử cái tool dịch tự động cho mấy con game anh em chơi thì những con game tiếng Anh á, mấy con game tàu dịch cũng được Làm gì nữa. đúng được phép chưa thôi master Đó, miễn phong nó đẹp là dịch được à. Đó. Thì anh em nào muốn coi cái cách dịch thực thì thì coi lại cái video này. Còn bây giờ vô thử người dịch thử con game này. Game level 5 thời gian chơi 47 phút. Hay ao lót tít z thoát lót đinh. Con game này phong chữ nó cũng khá là mượt, cũng dễ đọc nha. Anh em nhấn Ctrl M quét khói nguyên cái vùng này, quét ở đây đi đó. Thì lúc này nó sẽ hiện ra người chết nó on top luôn, nó hiện ra cái bảng này tức là bắt chữ được rồi đó nè. Sau you and your game nè, đến từ một thế giới khác, vậy bạn và bạn bè của bạn đến từ một thế giới khác. Nói chung phong nó mượt là mình đọc được rồi đó. Thì qua cái câu mới tôi sẽ nhấn cái nút bên hông chuột là nó tự bắt cái câu này dịch luôn đó. Tôi phải thừa nhận điều đó khá là khó nắm bắt. Thế giới này là thế giới duy nhất mà tôi từng biết. On top of that, you're đó. Also telling me you're thì nhấn chuột bên hông ở đầu dịch nữa. And you just nói chung thì cũng khá khỏe đó. Phong nó đẹp thì mình nói chung là đọc được. Anh em nào mà lười đọc tiếng Anh mà muốn đọc tiếng Việt mà lại chưa có mấy công cụ hỗ trợ ở ngoài nó dịch vô á, có thể dùng cái này chơi được game này. Hai màn hình thì cứ dục cái này qua màn hình bên phải. Rồi đây. Nên nói chung là như ổn rồi đó. Thì dịch tương đối chuẩn xác, nếu như cái phong nó đẹp là dịch được rồi. Trừ phi cái phong pixel nó ám quá. Còn con game này thì chắc ngày mai chơi. Mấy con game này là mấy con game nợ dép nè. Con này để đây đây. Mấy game này mấy game nợ dép chưa trả nữa nè. Con này nữa. Rồi lên Steam DB lướt một tí.
Nay thì đau đầu chơi game không nổi. Rồi đang nằm tắt tích. Game của anh dùng gà con Hero Advance. Con này nó xếp giá đồng với nhau hết luôn. Việt Trung Thổ mà Agen Malai Đài Loan gì bằng giáo nhau hết. Con này thì mới ra mắt cái phiên bản 1.0 gần đây thôi. Lúc cái đoạn Ellie upset này nó quá thành công rồi. Thì ngày 16 là cách đây 2-3 ngày á, thì họ mới ra mắt cái phiên bản 1.0. Là ra mắt phiên bản 1.0 thì giá game không có tăng nha. Ngược lại còn giảm khi mà giảm giá 18% nè. Anh em nào chơi con này bây giờ xúc đi. Tuy chưa có gì quá hoàn chỉnh đâu, nhưng mà có cái bản chìa khóa thô. Tại con game này đọc chữ rất là nhiều, anh em có thể dùng cái bản chìa khóa thô để đọc cũng được nữa. Chìa khóa thô là giống cái kiểu mà dịch thuật hồi nãy của tôi á, nhưng mà nó ạt sẵn vô game luôn. Game này thì nói chung là game đây rất là nhiều thứ đi chơi, có thời gian thì tôi cũng sẽ chơi. Nó kết hợp rất là nhiều thể loại luôn. Một game rất là hay. Đang chờ lượng người chơi cùng lúc khủng khiếp. Bách Bách Hero thì mới giới thiệu xong rồi. Con này chắc đang giảm giá thôi. Vẫn là một con game 2D mà rất nhiều người đang giảm giá 50%. Rất là nhiều người muốn đặt kỳ vọng cho nó. Game này mới tăng giá nha. Hồi trước nó chỉ có 494 ngàn thôi, giờ lên 130 rồi. Ngày mai là cũng bắt đầu điều chỉnh giá dùng Argentina với mà Thổ Nhĩ Kỳ rồi đó. Đây, một game 2D mà rất nhiều người cũng muốn phát triển nó theo hướng này nè. Cool nè. Tôi thì thích con này hơn cả con mà Hologanai á. Tại nhìn cái đồ họa con này, màu sắc nó kết hợp đẹp hơn. Hologanai thì chủ yếu mấy cái cảnh vật tổng thể của nó, cái môi trường nó rất là đẹp. Game cũng rất rẻ nha. Nhiều quýt. Anh em thích cái dòng platform 2D thử qua con này. Đáng tiền lắm á. Giảm giá tới 22 tháng 11 thôi. Lúc đó thì vô cái event tiếp theo là giảm giá mùa mùa thu. Giảm giá mùa thu thì nó tiếp tục kéo dài cái nữa. Nên bây giờ anh em có thể tin tưởng tin mà tin tưởng là giảm giá còn 10 ngày nữa là tới ngày 27 luôn á. Tại cái đợt giảm giá này nó có thể kéo dài ghép vô cái giảm giá kia luôn. Bếp cũng tính cho anh ta. Naruto game mới ra. Thì bếp cũng có gửi key mà tôi không có nhận. Tại vì bị chê quá nhiều. Vô chê nó thì đấy, đổ quét ra cho anh tội nghiệp không. Xem mày cũng thấy bình thường thôi. Nói chung game đối kháng 2D. Một nhân vật cực yếu thì có thể đánh bật như nhân vật cực mạnh. Để coi đánh giá làm sao mà đổ quét nhanh vậy. Gui và Madara không tồn tại. Gui là cái thanh niên hình như là mở cái bát gì đó. Bát môn độn giáp gì đó. Là cái thanh niên chỉ xài được cái thể lực hay gì. Đọc lâu quá quên rồi. Thầy của thằng Ly á. Của thầy của thằng gì. Thằng gì cũng không có mana, không có chơi ra gì đó. Nói chung chuyên bui cái mà thể thực. Mà đây ra là khỏi nói rồi. À. Có ô Chimaiku không ta? Trời, Season Pass nữa nè. Chưa gì tính tới chuyện mà DLC rồi. Đến giờ tôi không xài được sâu. Game là một cái trò lừa. Trò chơi là chạy rất là tệ hại. Phá cái phần dùng. Cái server Bắc Mỹ. Con này có online nữa ta. Tôi sống ở Ấn Độ nè. Bắt buộc phải chuyển dùng và để chơi được cái online này, nhưng nó cực kỳ lag và nó gắt liên tục luôn. Cần vô thì đôi khi là không có hoạt động nữa. Sử dụng cái Xbox 360 nha. Nếu như chơi trên Steam á, Steam nó support đai gầm rất là tốt rồi nha. Nhưng mà thanh niên này phải là dùng tới cái phần mềm X360 CE này chứ. Cái này hồi xưa là tôi chơi với con mấy bạn thời cổ thì còn dùng mấy cái này. Mấy cái tay cầm mà dạng 70-80k, nó không có phần mềm để nhận diện á. Không có gamer thì dùng cái này chèn vô. Nè, thử đổi vô mà tương setting thì không có gì hoạt động. Đúng là tội nghiệp luôn. Mua với cái giá đầy đủ. Đúng khổ. Đa số là vẫn chửi cái server thôi.
Thế giờ chưa thấy chửi nhiều giờ game đây. Chỉ thấy nó gáp như mà bớt thôi. Nên em là fan thử qua con này. Con này con như là chú lính nhiều á. Cũng dạng bắt đầu vô á. Gây. Chắc đang được giảm giá mạnh á. Dishonored 2 cũng được giảm giá nè. Riêng cái con này giảm giá nó rất là buồn cười nha. Hôm bữa tôi coi cái gói bundle của nó. Anh em có thể mua lẻ hàng game. Cái gói bundle đâu rồi ta? Anh em nè nhìn này nha. Không nó bỏ cái bình đời rồi. Lần trước nó bán con Dishonored 2 cái bản luôn. Cộng dồn lại giá nó đội hơn gấp mấy lần. Bây giờ anh em chơi cái gói bình đời. Thì nó còn có 100 ngàn cho hai con game rất là đáng chơi nè. Bị đầm nhục. Dishonored. Dishonored 2 cái gì gây. Game cách đây cũng gần chục năm rồi nhưng mà vẫn rất ấn tượng. Nên em mua thì nên mua gói gói bundle này 109.000, 110.000 hai con game. Hôm bữa thì nó để con game này với một con game nữa thì mỗi con có 6 mấy ngàn á. Nhưng mà anh em mua cái gói bundle hai con game đó thì nó lại thành 300.000. Thốn vô đó đó. Peggy 18. À, anh em nhìn giá con này nè nha. Con Dishonored. Dishonored 135.000. Con này 67.000. Thì 135 cộng 67 ra là 202. 202.000. Nhưng mà nó bán cái bundle gồm hai game này. Thì nó lại ra 270.000. Thấy anh em thấy nó chơi khốn nạn không? Đó. Game gồm con game này với con game này. Hai game này cộng giá với nhau từ 202.000 nó đổi thành 270.000. Đến giờ nó vẫn chưa sửa nữa đó. Giá Việt Nam mình nó trên ít đó, chứ mấy giá nước ngoài là nó trên nhiều lắm. Để cái gói bình đời đúng cái kiểu lừa đảo luôn. Nên anh em có mua thì nên mua lẻ hai con đít thôi nè, hoặc là mua cái gói đấy, gây với đít thôi nè. Ngoài ra thì cái bundle trên Steam á nó có một cái tùy chỉnh đó, để bấm lại. Một cái tùy chỉnh đó là anh em có thể mua lẻ từng cái sản phẩm trong cái gói bundle đó, hoặc là bắt buộc phải chưa có con nào ở trên mới mua được. Thì không biết con này nó sẽ tin như thế nào thôi. Dev thì nó sẽ cho hai cái tùy chọn đó. Nếu như mình có một game rồi thì nó sẽ tính tiền con game còn lại. Còn nếu như trường hợp mà Dev không cho, mình tính tiền một con á. Mình có một con trong số hai con này á thì không cho thanh toán luôn. Cái đó là do Dev nó chỉnh thôi. Này chắc đang giảm giá. Đây, apply 18 cộng. Con này bị chê khá là nhiều nha. Giống Left 4 Dead. Left 4 Dead 2. Nhiều người gọi nó là Loot Bomber mà phiên bản mà 2D nữa chứ. Chẳng là chủ đề tôn giáo với bối cảnh Dark Fantasy thôi. Người chơi Valia nè, Dark Fantasy nè. Thêm chủ đề tôn giáo nữa. Giá thì rất là chán luôn. Mấy con này thì trong cái event Koji. Game này 2D mới ra mắt cũng rất là thành công nè. Thì hôm nào có thời gian rảnh thì chơi thử con này. Đó lúc trước thì nói Early Access. Thì tôi chơi cũng lâu lắm rồi. Bây giờ nó gấp phiên bản đầy đủ chính thức. Em thích thì thử qua được cái hem game 2D mà đồ họa nó rất là đẹp không? Hiệu ứng chiêu thức như em phép đầu làm rất là chuẩn chỉ á. 12 con boss là 12 dòng sau à. Game con mèo này thì cứ ra định kỳ luôn. Đi tìm mèo nè, giá rất là rẻ, thường là 1 đô à. Anh em cứ dòm dòm lên tìm mèo.
Trận chiến bong bóng, Kamayu con game được quảng cáo rất là nhiều nè. Con này co-op cùng bạn bè khá là thú vị. Giá thì cũng tạm ổn thôi. Không biết dev này có mối quan hệ nào không? Nhưng mà tôi thấy rất là nhiều báo đài, thông tin truyền thông đăng con này luôn. IGN đầu cũng đăng video quảng cáo rất nhiều. Và vừa nhìn con game thì tương đối bình thường. Con này đánh mạnh vào cái yếu tố co-op nè, nên không có chơi một mình được nha. Ủa con này ra mắt luôn rồi đó hả? Con game mà kiểu con chuột đi chọt mèo nè. Nhìn trông nó bự bự ngộ lắm. Sao tôi wishlist rồi mà nó ra mắt nó không gửi cái mail nào ta? Game dạng tin bay. Nhìn nó rất là bự luôn. Đó, cầm cái dao gọt giấy đi chiến mèo. Dao gọt trái cây. Nhạc thì phong cách trung cổ luôn. Bật lửa. Cây này á. Cây này cây dao phẫu thuật. Đó, anh em mà chơi mà dạng game D&D á. Đương gần anh đeo gần á. Thì sẽ biết mấy cái kiểu như thế này. Có một thằng đánh đàn cầm trong cái ban nhạc. Game này dạng tin bay, JRPG nó nè. Nhập vai nó. Giá thì cũng tầm ổn. Có thời gian thử qua. Mà sao nó không gửi mail tôi ta? Làm đến đâu giờ chưa ra mắt nữa. Con này cũng là một con giải đố nè. Nó cũng không gửi mail tôi luôn là sao vậy? Con này thì đợt Steam Next đã nói về nó rất nhiều rồi. Một game giải đố mà tương tác mang yếu tố hành động vượt qua môi trường đó. Rồi rồi, game bây giờ ra mắt, không gửi mail là không. Con này mang cái gọi là cái gì của Microsoft á. Microsoft con game cũng đề tài cướp biển rất là thú vị á, quên tiêu tên này. Con này cũng là phiên bản cút gọn con đó nè. Ship Thết. Một phiên bản khác của Ship Thết. Còn mấy con game cướp biển của Ubi hay là cái gì đó thì nó biệt vô tâm tính mà. Game có bạn bè vũ go go up chơi. Game mới ra mắt cũng khá thành công á. Hồi trước là đi upset. Tới giờ cũng hơn 3 năm rồi. Đây, sự kiện sale sắp tới đây. Indie. Trong cái sự kiện này hình như là có mấy cái gì đó. Bình chọn dạng như Game Awards nữa. Game Awards trên Steam nha. Dead Mid Die là con game mà cũng dạng bullet hell trên xuống phong cách Vampire Survivor nhưng mà kết hợp được khá nhiều yếu tố nữa. Mình có thể mặc thêm cái trang bị rất là nhiều thứ nữa. Game này thì tôi chơi rồi nhưng mà không có quay video. Lúc đó là chơi sớm quá nên nó có quy định gì đó tùm lum lắm. Đang cái bullet hell phát này nè, hết. Còn ngày nó hết rồi. Anh em muốn biết con game này thì qua kênh của Đại Ca Nam á. Hôm qua anh vừa mới chơi xong á. Đây nè. Không biết gì Dead Mid Die nè. Thì game cũng mà kết hợp khá nhiều thứ thú vị đó. Sự kiện bên lết heo. Lên được cái sự kiện này lên mấy cái trang mà top như thế này á. Là coi như là câu được khá khá là quyết tiết luôn á. Dết kinh đó nè. Game này không biết nào ra mắt bản chính thức nữa. Hồi sáng nay Dev có gửi tôi một con game cũng na ná Jetkin đó. Để tôi lục lên. Con game nó tên gì quên tiêu rồi. Ngày 19. Đây con này.
Đây, nó cũng na ná con dít kinh vậy đó. Đó, cũng lập một tem mày kéo thêm mấy thằng đệ bay xung quanh, đi bên quái. Thì nó cũng na ná với con Zumbai gì đó thôi. Có cái con Zumbai gì cũng dạng bên đấy theo mà gọi được bốn đệ bay xung quanh cầm súng đi bắn bắn đó. Tương lai của bên đấy theo là tôi nghĩ nó sẽ theo cái hướng này, xây một cái dàn đệ xung quanh đi cho nó đỡ cô đơn tí, thầy gọi mấy chiêu thức farm về đây nha. Cô ấp với bạn bè nó nè đó, tương lai của cái dòng bên đấy theo tôi nghĩ nó sẽ phát triển hướng này. Odin Phone á, nhìn thú vị quá vậy. Ellie upset coming son. Ok, coi còn cái gì thú vị nữa không? Mày ngừng đây đây thôi. Con này thì dạng xây dựng và quản lý cái đinh gần thì nhắc cũng nhiều rồi. Warhammer khỏi nói đi. Con này cũng nhắc rất là nhiều trong đợt team nét phép rồi. Có con này cũng tương đối thú vị nè. Mà sao mến xì tay. Anh em sẽ tham gia vào một cái tập đoàn quái vật luôn. Xây dựng phát triển cái đinh gần như một cái doanh nghiệp công ty đó. Trả lương cho nhân viên nè, thuê người phục vụ nè, tăng cường bảo an này, đối xử chính trị đối ngoại vậy đó. Mấy thằng anh hùng mà đi vô đây á, anh em có thể ban mấy thằng anh hùng luôn. Thì nói chung con game dạng quản lý, nhưng mà thay vì đóng vai bên người tốt thì đóng vai bên quái vật. Tôi không thích thì cái kết của game này. Oh my god. Vẫn còn khá nhiều cái lỗi bớt. Không có lay test luôn, lại là bớt mất cân bằng. Game này xây dựng thì cân bằng cái gì ta, quá nhiều lỗi, nói chung là chưa thấy ai chê trách gì game này, chủ yếu là bớt thôi. Đó, mấy cái bớt này thì anh em cứ chờ thời gian nhà phát hành mỗi phí tới hết rồi, coi như game con nghẻ tới đó thì chơi cũng không muộn, thậm chí có khi giảm giá nữa. Giá chắc loại gì ta, con này cũng của cùng cái nhà phát hành luôn đây nè. Con này lúc trước thì trên Epic Store đã miễn phí một lần đó, anh em nào chưa chơi thì lục lục cái tài khoản Epic Store của mình nè, coi có game này chưa, chơi cũng khá là hay, dạng tin bay rồi nước hết Steam DB rồi. Còn Call of Duty thì bị chơi khá nhiều, không phải bản này bản mới ra. Thậm chí mà chơi cái phần 3 mới ra mắt này, chơi luôn cái bản cũ cái chục năm trước. Đúng tội nhà phát hành. Win. Rồi thôi, mai chơi game tiếp. Ok, bye bye anh em. Mai kiếm game gì chơi sau.